Ngay sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 thông qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình cùng với biện pháp giãn dân, những ngày qua, phường Thuận Phước, quận Hải Châu đã siết chặt công tác phòng chống dịch tại các khu vực phong tỏa, bố trí chốt trực, tăng cường lực lượng cơ sở tham gia giám sát. Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại địa phương quán triệt người dân tuân thủ nghiêm quy định 5K để nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch. Đây là khu vực phong tỏa tại kiệt 85 đường Hà Mạc Tử. Sau khi triển khai phương án giãn dân vào đêm ngày 21 tháng 9 vừa qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Thuận Phước yêu cầu đại diện mỗi hộ gia đình còn lại ở yên trong nhà. Mọi nhu cầu về lương thực, thực phẩm sẽ có ban điều hành khu dân cư phân bổ và đi chợ giúp. Tại đây, phường Thuận Phước cũng tăng cường lực lượng tại chỗ tham gia trực chốt, chia ca luân phiên để kiểm tra, giám sát tình hình. Mình cũng nhắc nhở người dân thì không hạn chế không đi ra đường và thứ hai là đeo khẩu trang, không tiếp xúc nói chuyện qua lại. Dù có thì mình sẽ nhắc nhở cho người ta họ đi vô nhà. Thường xuyên phải thay ca, đó là một chốt là phải 4 người, chỉ hàng đêm. Còn đây là khu vực phong tỏa trên đoạn đường Phan Kế Bính. Ngay sau khi phát hiện có ca mắc COVID-19, phường Thuận Phước đã triển khai 2 chốt kiểm soát để khoanh vùng phạm vi xung quanh nơi ở của bệnh nhân. Lực lượng chức năng vừa kiểm tra, vừa nhắc nhở người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà trong thời gian thực hiện quy định phong tỏa. Bên tôi phân công là trực chốt này là không cho ai đem đồ ra, chỉ cung cấp lương thực, thực phẩm vô cho trong khu cách ly thôi và cho người dân trong đây ăn uống cho đầy đủ lương thực cho họ. Người dân ở đây chấp hành rất tốt, không ra khỏi nhà, chỉ cần lấy lương thực, thực phẩm thôi. Là người dân ra lấy là cách xa 2 mét, ai mà ra khỏi nhà là mình nhắc nhở để cho tránh lây chéo đồ. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn có nguy cơ lây lan cao, việc siết chặt công tác phòng dịch tại các khu vực phong tỏa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để phường Thuận Phước sớm khoanh vùng dập dịch. Đặc biệt, tại các kiệt hẻm, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, người dân cũng cần nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, tuân thủ các quy định phòng chống dịch của thành phố để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.